Phần 5: Nhân đạo và vấn đề tình dục. Ngót 40 năm lập đạo cho đến bây giờ, chúng ta chưa hề thấy có một lần nào Đức Chí Tôn hoặc các đấng trọn lành giảng dạy chúng ta rằng bổn phận về nhân đạo phải ràng buộc trong sự ân ái, nhằm thỏa mãn những đòi hỏi dục tình của thể xác hai người nam và nữ. Luật lệ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không cấm các tu sĩ lập gia đình. Như vậy, thử hỏi nhân sinh quan của Cao Đài Giáo đối với vấn đề này ra sao? Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, câu mở đầu bài Kinh Hôn Phối đã viết như sau: Cơ sanh hóa càn khôn đào tạo, do âm dương hiệp đạo biến thiên. Con người nắm vững chủ quyền, thay trời tạo thế giữ gìn nhân luân. Từ đó thì sự ăn ở giữa vợ chồng với nhau là một phép của đấng quá công. Để tiếp nối cơ sanh hóa là đầu mối của sự luân hồi triền miên, dai rồi trả, trả rồi dai, chồng chất thêm mãi những sung sướng và đau khổ, dinh nhục luôn luôn đi kèm nhau. Trên bình diện luân lý, dường như Thượng Đế sẽ trở nên mâu thuẫn với chính Ngài nếu chúng ta chấp nhận rằng hữu sanh hữu tử là đầu mối của luân hồi. Đồng thời, việc gối chăn giữa vợ chồng với nhau là nhân đạo, nghĩa là bổn phận mà con người phải lo tròn. Nói cách khác, thanh niên nam nữ đến tuổi tuần cập kê đều có kẻ nào. Nếu có kẻ nào từ chối việc lập gia đình, trong đó bao gồm cả sự thỏa mãn về tình dục giữa hai thể xác, họ có bị coi như không còn tròn bổn phận nhân đạo chăng? Triết lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dung hòa tất cả các giáo thuyết, thì chữ nhân đạo phải được hiểu như thế nào? Nếu nói rằng nhân đạo nằm trong mối tương quan tam can ngũ thường, tứ đức tam tòng, tức là những bổn phận của một con người đối với những liên hệ về huyết tộc và hôn phối, đối với bạn hữu, đối với quốc gia và xã hội, thì Đức Khổng Phụ Tử có lần nào buộc tội Đức Thích Ca không tròn câu nhân đạo chưa? Khi vị thái tử từ chối không chịu tiếp nối những cuộc ái ân với người vợ để cương quyết ra đi tìm chân lý, phải chăng Đức Thích Ca đã có tội khi Ngài không chịu làm công việc thường tình của bao nhiêu kẻ khác đã làm? Phải chăng tất cả những vị linh mục Thiên Chúa Giáo đã phạm tội vì không làm bổn phận lập gia đình và có vợ? Phải chăng tất cả những ni cô, nhà sư Phật giáo đã mang trọng tội vì không chịu tìm một người khác phái mình để hợp hôn và sinh con đẻ cháu? Như vậy thì nhân đạo là cái gì? Là sự ràng buộc nào? Sự ràng buộc trong mối giao tế thường nhật giữa cá nhân con người này đối với cá nhân con người khác, hay là sự ràng buộc về sinh lý giữa một nam một nữ? Nếu như con người mất hẳn quyền tự chủ để định phận lấy mình theo những mối tương quan nhân quả, thì cơ giải thoát cũng chẳng còn nữa. Bởi thế, cho nên trong giáo lý Cao Đài, Đức Chí Tôn không hề bắt buộc, cũng không bao giờ cấm đoán sự kết nghĩa vợ chồng giữa hai người nam nữ trên mặt đất. Cái quyền tự chủ để định phận lấy mình Ngài đã giao trọn nơi tay chúng ta. Ngài yêu thương con cái Ngài đang sống trong trầm luân khổ hải, nên mới đến chỉ đường dẫn lối cho rõ cảnh thăng cảnh đọa, rồi tự chúng ta phải lập vị lấy. Sức một làm theo một, sức mười làm theo mười, tùy tài tùy lực. Cái trí não tinh thần của mỗi cá nhân vốn chẳng đồng nhau, nên chẳng có sự buộc ràng nào cả về mặt sinh lý giữa một nam một nữ. Trong quyển Phương Tu Đại Đạo, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc khi luận về đạo vợ chồng, Ngài đã công khai nhắc nhở thanh niên nam nữ rằng
Liệu như hoàn cảnh mình không đủ sức đùm bọc đời sống cho nhau thì đừng nên tạo thêm dòng quan trái. Hễ làm người phải biết lo xa, nếu thiếu sức chẳng thà đừng có vợ. Biết thiếu thốn thôi đừng gây nên nợ, phận yếu hèn mong đỡ nâng ai. Như vậy nhân đạo không nằm trong sự ràng buộc về sinh lý giữa hai thể xác nam nữ, mà nằm trong mối tương quan có tính cách giao tế giữa hai con người. Khi hai kẻ ấy đã tự mình ký thỏa ước chung về cộng nghiệp và lập gia đình, tạm gác ra ngoài phần tinh thần nơi mỗi cá nhân, hình hài nhục thể này của chúng ta được kết thành từ sự ân ái của hai thể xác nam và nữ trong thế hệ trước, nên trong bản chất của nó đã chứa sẵn mầm tình dục. Với thời gian mầm ấy sẽ trưởng thành, thôi thúc chúng ta đi tìm và gây thêm quan trái, dòng lẫn quẩn lại bắt đầu. Đức Chí Tôn đến khai đại đạo, Ngài chỉ rõ cho chúng ta thấy diễn trình cuộc sống, đem lại cả quyền linh đặt sẵn ngay trên mặt đất này, kêu gọi và chờ đợi chúng ta biết nhận lấy mà giải thoát chính mình. Ngài sẵn sàng đảo lộn đời sống sinh lý trong nội thân chúng ta, xây chuyển ngược dòng nhân dục để đem chúng ta ra khỏi bánh xe luân hồi chuyển kiếp. Thì có lý do nào ở một nơi khác Ngài lại cho phép chúng ta thay hình ảnh Ngài, nhân danh Ngài mà trói buộc con cái Ngài vào dòng sanh tử, gọi là cái nhân đạo của Ngài hay sao? Nền tảng siêu hình của học thuyết Cao Đài vẫn là sự quần nguyên tam bửu, tức là trụ cả khối tinh khí thần, nuôi dưỡng cho những món quý báu đủ điều kiện kết thành một nhị sát thân bất tiêu bất diệt mà nhập vào cảnh hằng sống. Thì chữ nhân đạo dù bị giới hạn trong phần hình nhi hạ cũng không thể nào được phép mâu thuẫn với chính nền tảng siêu hình của nó. Dòng thê tử luôn luôn có cái nhân của nó, cái nhân ấy do chính chúng ta gây ra, nhưng chúng ta lại sợ hãi quả nghiệp, nên cái trí tinh ranh xảo quyệt của mình mới tìm ra những luận lý sắc bén để trấn an tâm thức rằng đó là cái đạo làm người, rằng Đức Chí Tôn muốn thế. Cái trí xảo quyệt của chúng ta còn tìm cách xuyên tạc thánh giáo của Ngài, đại ý nói rằng nhân đạo tròn mới bước qua thiên đạo, như là một điều kiện bắt buộc ai ai cũng phải có vợ, có chồng rồi mới có thể đi tu theo thánh ý của Ngài được. Buổi mới khai đạo, có biết bao người vừa thức tỉnh giấc mộng trần ai, lại toan tìm đường lên non luyện thuốc trường sanh, phế bỏ việc làm ăn sinh sống của gia đình, trút hết gánh nặng của mình đã tạo ra, bỏ mặc cho xã hội, tìm đường chạy trốn cho được yên thân, gọi là tu hành. Ngài thấy vậy, biết chắc kết quả chẳng đi đến đâu, bởi luật công bình không dung thứ cho kẻ trốn nợ, nên mới có lời khuyên như trên. Tuyệt nhiên Ngài không hề khuyến khích tiếp tục cuộc ân ái chăn gối, mà cũng không hề cấm đoán. Nếu Thái tử Sĩ Đạt Ta không cương quyết dừng lại chuyện gối chăn, thì giờ này nhân loại chưa có một Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho hay cơ tạo hóa tuy im lìm mà rất nên mắt mỏ, chìa khóa giải thoát vẫn ở nơi tay mình vậy. Đức Chí Tôn trao cho thì chúng ta phải biết dặn lấy, nếu chúng ta chỉ cầm lấy mà ngắm thì cái chìa khóa trở thành vô dụng. Chữ khổ là bài học của trường đời, Đức Chí Tôn cùng thần thánh tiên Phật đã chỉ cho chúng ta phương cách để giải quyết nó. Đó là thiên đạo, là đường lối của ông thầy trời đến để giải quyết cuộc đời. Trong đó có những bổn phận của một con người hành xử ra sao trong toàn bộ kế hoạch giải quyết. Cho nên không có một thiên đạo khác với nhân đạo, cũng không có một khoảng cách nào giữa nhân đạo và thiên đạo. Thế thường người ta vẫn quan niệm
mặc được chiếc áo trường y, đi làm việc truyền giáo gọi là thiên đạo, còn không làm được việc ấy thì còn ở trong vòng nhân đạo. Thử hỏi, chức sắc được coi như kẻ đã tròn câu nhân đạo, nghĩa là đã xong rồi, dứt hết. Tại sao luật tam kỳ còn cho phép tiếp tục chuyện gối chăn với vợ nhà? Vậy thì nhân đạo trong giáo lý Cao Đài không nằm trong sự ràng buộc gối chăn ân ái, vẫn là đầu dây của mối nợ chưa dễ gì thoát khỏi. Di có biết thì tìm phương giải quyết lần hồi mới ra khỏi được. Đức Chí Tôn không bao giờ buộc con cái Ngài phải trầm luân mãi mãi vào dòng trần tục, cho nên chữ nhân đạo của Ngài không có nghĩa là bắt buộc phải thỏa mãn vấn đề tình dục giữa một nam một nữ, mà chỉ có nghĩa là những bổn phận của một cá nhân con người đối với những kẻ khác trong cộng đồng xã hội. Trên bệnh viện thu hẹp giữa một cặp vợ chồng, nhân đạo đồng nghĩa với những bổn phận tương trợ cùng nhau. Còn chuyện gối chăn là một nhu cầu sinh lý của thể xác, cũng như nhu cầu ăn ngủ cư trú vậy. Thỏa mãn những nhu cầu ấy, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ gây nên đồng thời những ràng buộc khác nữa. Tính cách máy móc nối chằng chịch ấy được diễn tả qua câu kinh: khối trái chủ những lo vai trả, mới gầy nên nhân quả nợ đời. Giáo lý Cao Đài không chủ trương từ chối cuộc sống hiện tiền, không mơ ước một thiên đàng khác hẳn. Nơi đó linh hồn sẽ thoát được những thực tại bất toàn của thế cuộc. Trái lại, vẫn coi cuộc sống này như là một phần trong đời sống vĩnh cửu. Đây là một giai đoạn tiếp nối và cũng là khởi đầu của những giai đoạn khác trong toàn bộ tiến trình diễn tiến cuộc sống. Khi thì hiện thực trên mặt đất này, lòng trong mảnh hình hài của một phàm nhân, khi thì hiện thực trong những cảnh giới khác, trong những thực thể linh diệu hơn hay thô kệch hơn. Nói cách khác, ý niệm về thời gian trường cũ và hiện tại vẫn là một. Con người đang sống trong hiện tại và cũng là đang sống trong trường cũ. Cho nên chữ nhân đạo không phải chỉ xây dựng trên nền tảng giá trị của một lần phát sinh, mà nó phải được nhìn thấy một cách bao quát từ một ý niệm phi thời gian. Có như vậy thì nhân đạo tròn mới bước qua thiên đạo được. Bằng chẳng vậy nghĩa là còn ngó thấy sự cách biệt giữa những bổn phận về nhân đạo và thiên đạo, thì chắc rằng chẳng có ai trên mặt thế này dám tự nhận mình đã làm tròn câu nhân đạo. Việc kết nghĩa vợ chồng bao hàm cả vấn đề giải quyết sinh lý giữa một nam một nữ, phần nào cũng do những sự ràng buộc từ trước và cái hậu quả những hành động của chính mình trong cuộc sống hiện tại. Đó là một món nợ do mình gây ra. Chân linh bà Đoàn Thị Điểm đã có một lần giáng cơ minh định như sau: toan để bút ngăn dòng chồng vợ, thì lại e nghịch nợ tiền khiên. Nếu coi đó như một món nợ phải trả, phải chấp nhận, và trong khi trả lại gây ra những nợ khác song hành, thì cái dòng lẫn quẩn vẫn còn lẫn quẩn. Như vậy, thế mở của chánh pháp Cao Đài ở đâu? Làm sao có thể giải thoát được con người? Câu trả lời vẫn nằm ở sự hiểu đạo và hành đạo. Sự hiểu biết đích thực luôn luôn bao hàm một hành động, vì chính nó cũng là một hành động vậy. Sự hiểu đạo vốn rất khác xa cái khả năng thuộc lòng. Giáo lý, khi tâm thức được bừng sáng đến đâu, chúng ta sẽ có những hành động thích ứng đến đó. Đại để là những công việc phổ độ, làm phước, tu thân luyện kỹ, thiền định, tức là lập công, bồi đức và định phận cho chính mình theo đúng luật công bình của tạo đoan. Đó là một sự trả nợ của chính mình, một lối mở đường thoát thân, công nghiệp phụng sự vạn linh trong sự sáng suốt của tâm linh. Tinh thần ấy hoàn toàn tự do và cá nhân mỗi người có được chọn quyền quyết định chuyện gối chăn giữa một nam một nữ. Tuyệt nhiên,
Nhân sinh quan Cao Đài giáo không hề trói buộc ai vào dòng thê tử. Nhân đạo buộc mình phải có những bổn phận đối với những phần tử trong gia đình khi đã tạo lập, và không hề trói buộc ai phải chịu chìm đắm trong những sinh hoạt gia đình đời đời kiếp kiếp. Cũng không hề trói buộc một nam một nữ khi đã kết nghĩa vợ chồng rồi với nhau thì phải tiếp tục chuyện gối chăn cho đến chết. Cũng không buộc đình chỉ việc ái ân sau một thời gian chung sống. Tâm thức bừng sáng với ánh đạo đến đâu, chúng ta sẽ có những hành động thích ứng đến đó, và đây là tinh thần ngũ chi hiệp nhất. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, quan niệm chung về hạnh phúc của người Đông Phương thời xưa, ngoài những ước vọng về tiền tài và trường thọ, còn có một ước vọng sinh được nhiều con cháu. Quan niệm ấy đề cao sự truyền chủng tột độ, đến nỗi việc không có con nối dõi tông đường bị xem như là một tội bất hiếu. Nếu chịu khó đi sâu vào lĩnh vực xã hội học, chúng ta sẽ thấy rằng quan niệm ấy có lý do sinh tồn trong chế độ xã hội xưa là vì muốn bảo vệ quyền lợi của gia tộc. 40 mấy năm trước đây, Việt Nam vẫn còn theo chế độ phong kiến và trình độ dân trí còn nhiều khuyết điểm, bị gò bó trong nền văn minh xã thôn. Đức Chí Tôn đến khai đạo, ngài phải tùy theo phong hóa nhưng không bao giờ chấp nhận chế độ đa thê. Song một số trường hợp đặc biệt, nếu người trong cuộc muốn được như vậy, cấm người trong đạo từ ngày ban hành luật này về sau không được cưới hầu thiếp, ruổi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối. Thẳng như phụ nữ kia không có con nối hậu thì thầy cũng rộng cho phép cưới thiếp, song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng. Điều 9 chương Thế Luật Bộ Tân Lực. Tuyệt nhiên ngài không hề xác nhận rằng việc nối dõi tông đường là một bổn phận về nhân đạo mà ngài chỉ cho phép nếu chúng ta muốn. Đây là một điểm quan hệ, vì điều luật này được hiểu một cách máy móc thì học thuyết Cao Đài sẽ có những điểm mâu thuẫn nội tại. Nếu ngày nay chúng ta cũng đề cao chữ hiếu theo lối này, xem nhân đạo bị ràng buộc trong bổn phận truyền chủng thì sự cách biệt về tôn giáo vẫn còn. Hai tiếng đại đạo sẽ trở thành ảo tưởng, cái cơ duyên để dung hợp tất cả tinh ba giáo thuyết sẽ không còn nữa, bởi tự trong ý thức về triết lý hãy còn chứa đựng mầm chi phái, thể hiện trong quan niệm và một sự cách biệt giữa nhân đạo và thiên đạo. Phần 6, ý nghĩa ngày lễ vía Đức Hộ Pháp. Cái gì đã làm nên một Phạm Hộ Pháp trong lịch sử đạo Cao Đài để ngày nay mấy triệu tín đồ phải làm lễ vía hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch? Hẳn không phải là vì giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó một con người mang tên Phạm Công Tắc đã tắt thở, cũng không là vì áo mão khô giáp mà ngài đã mặc hàng ngày, không phải vì tàn lộng nghênh ngang tiếng nhạc trỗi rền vang theo từng bước đi vào chánh điện, cũng không phải vì chiếc xe đưa đón có kẻ hầu người hạ, cũng không phải vì cây cờ thiên nhãn cắm trên xe, lại càng không phải vì những lời tuyên bố tự phong cho mình có một tư cách siêu phàm. Chính tư tưởng, lời nói, đức hạnh, hành động, khí phách của ngài khô diễn ra trong suốt cuộc đời và sau khi chết đã làm nên một hộ pháp của tam kỳ phổ độ. Làm lễ vía Đức Hộ Pháp là làm sống lại tinh thần của con người ấy, nói cách khác là phải thực hiện lời giáo huấn của ngài, phải thể hiện tư tưởng của ngài bằng hành động, phải làm cho khí phách anh linh của ngài bao trùm lên vạn vật. Chúng ta không thương vai khóc mướn, không suy tôn cá nhân làm thần tượng,
Chúng ta không lợi dụng danh thể uy tín Ngài để tạo cho mình một phút, một chút ảo giác về điều vinh hạnh, hay để tỏ cho mọi người thấy rằng chúng ta cũng biết thương yêu, kính mến một con người đã dám hy sinh trọn cả cuộc đời cho đại nghiệp này. Trong đại nghiệp ấy, Ngài không còn có của riêng nữa. Ngài viết sách dạy đạo không giữ bản quyền vì một hộ pháp không có quyền tư hữu. Ngài là bản thân của kim thạch, cát bụi, của cây cỏ, lá hoa, của côn trùng, liễu thú, của người ăn cướp, của kẻ thiện nhân, của nhật nguyệt tinh quang, của thần thánh tiên Phật. Ngài là bạn của bác hồn, của vạn linh. Cái sống của Ngài bàn bạc khắp đó đây, không chút cách biệt nào giữa đạo và đời. Ngài đã đắm mình trong bể tục, Ngài đã bò lết trong dũng hôi tanh để giành giật từng đứa con yêu ái của Đức Chí Tôn với quỷ quyền. Ngài không ngự trên đài cao chót vót của tháp ngà tư tưởng, mà trái lại, Ngài khóc tiếng khóc của nhân sanh, Ngài cười nụ cười của nhân sanh, Ngài ăn miếng cơm của nhân sanh, Ngài sống với nhân sanh và cũng chết vì nhân sanh. Cuộc đời của một phạm hộ pháp là như thế, không còn có một cái gì riêng tư nào nữa để lại mặt thế này sau ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Cây bút Ngài viết, cây đàn Ngài đánh, chiếc xe hơi cuối cùng Ngài đi, tất cả những kỷ vật ấy không còn là của riêng Ngài nữa. Nó đã trở thành những bảo vật của lịch sử một tôn giáo. Cũng không còn có những trường phái, tông đồ nào gọi là tư riêng của hộ pháp. Giờ đây làm lễ kỷ niệm Ngài không phải là để triển lãm những thành tích của một con người đang ngự trên mây xanh và chỉ được mời xuống thế khi cần hợp thức quá vài công việc bắt buộc phải có danh hiệu Ngài. Nếu như tâm trí chúng ta không thực sự cảm thông được với cái sống của Ngài, thì dầu cho có muôn câu ngàn chữ nắng nót thanh bai thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là cái thuật của chính trị. Với cái thuật không hồn ấy, hộ pháp sẽ trở thành một vai trò đáng thương trong nhân thế, vì Ngài chỉ còn là một danh hiệu nhìn qua lăng kính của thứ lợi quyền nào đó, kể cả lợi quyền về tâm lý. Ngài sẽ trở nên vô hiệu bởi những lợi dụng uy danh Ngài qua nét dạy tà nơi cõi tục, và cái sanh khí anh linh của Ngài chỉ còn có thể ngự ở cung trời xa thẳm. Với cái luật thuật không hồn ấy, khói nhang nghi ngút không đưa đón được Ngài, lễ nhạc rền vang không cầu khẩn được Ngài, mà phải chính yếu tố tâm thành mới tạo được nguồn linh cảm. Sự chân thật là khởi đầu mọi việc trên đường đạo. Làm lễ vía đức hộ pháp là làm sống lại tinh thần của hộ pháp. Còn nếu như tâm chúng ta không hòa hợp được với Ngài, mà chính trị lại đòi hỏi phải làm ra vẻ, thì ngày lễ vía không trọn vẹn, và trước mắt nhân sanh chỉ có hình hộ pháp với chút khói hương đượm vẻ thần quyền. Trường đời vốn lấy giả thay chân, nơi cửa đạo lấy chân thay giả. Lễ vía hộ pháp cũng là dịp để chúng ta suy gẫm và hành động đúng nghĩa cho xứng đáng là môn đệ đức cao đài.